chùm ruột hết vô trong cái keo này luôn. Cái keo này 10 lít lận mà đâu có lo. Giờ còn thêm 5 cái chùm ruột nữa cũng được nữa. 4 cái chùm ruột nữa. Bỏ đường chứ, không mà được hả? Bỏ đường chứ. Bỏ đường. Rồi, cái này mình cho 1 bịch này là 1 ký đường nè. Mình tự cho luôn. Mình nói 1 ký là nó 1 ký. Để con không hiểu không? 13. 13 ký. 13 ký mà 9 ký đường. Vậy ống ngâm nó coi ngọt hay gì không? Ừ ngọt. Còn này á mình là cái bắt đầu cái này đã rã rồi ông chết ra ông bỏ. Cái này nó teo lại còn có cái hộp không à, phải không? Còn hộp không? Máu teo dữ lắm, hai bữa máu teo. Vậy hai ba bữa là có rượu uống vậy hả mày? Teo rồi còn có mình đều. Mình chưa ngâm lần nào mà mình cũng chưa thấy ai ngâm lần nào, hồi nãy mình mới nghe nói thôi. Giờ mình về mình làm thử. Thì giờ mình cho 5 kg chùm ruột với lại 2 kg đường. Mình làm vậy đi. Vậy quá. Có chùm ruột không? Chùm ruột đâu đó. Thế á. Cái này thì uống cho ngon. Cái đó là đâu phải rượu chùm ruột, cái đó là nước chùm ruột ngâm ra thành nước chùm ruột. Có đường. Ừ, thì nước được bằng rượu chứ đường. À muốn uống rượu nữa thì chế rượu thêm. Chế rượu vô. Ờ uống như đây cũng sỉnh này, uống vậy là đúng độ sỉnh rồi nè. Vậy chế sỉnh rồi đó. Chứ đâu có gì rượu rồi. Hồi nãy chị đó chị nói vậy đó. Không biết sao sỉnh không? Ngọt quá lên máu quá. Có, uống nó có hơi rượu chứ, nó thành rượu mà. Đường với trái cây là thành rượu. Mấy rượu kia người ta cũng ngâm vậy. Ừ. Nho đậm. Cũng thành rượu. Nho dập dập. Uống nhiều là sỉnh quá. Mua nho dập sẽ rẻ chị ơi. Giờ em đang nhập rửa sạch đó. Thôi ngâm nó uống không được, không cần rượu. Ghê không? Hai chừa con về đấy rồi cho ăn sáng đi. À đúng rồi. Đây. Quên nữa chừa lại về tới đừng hồi nữa làm nước mắm đường. Nước mắm đường. Đâm á hả? Đâm dập dập ăn với nước mắm đường. Đúng rồi ha. Tiền không nhắc quên luôn ha. Cũng hên có tiền hoặc là không có tiền là uống rượu không à. Rượu này chừng nào uống rượu này phải có mồi. Nó phải mình lựa ra, lựa tới bữa chán rồi. Để tới bữa hả? Người ta ấy vậy nè, nó không có bể nè, nó dai nhắc rồi. Không bể luôn. Ừ. Rồi mà bãi tốt hơn mà bãi. Còn chừng nắm nữa hả? Dạ vậy cái mình xào cái tái nó cũng lưỡng. Ừ. Vậy cho mấy đứa nó mua 3.000 bạc có mấy tái à, nó sâu vậy nè. Ừ. Đó vậy mấy tái. Ừ. Ờ vậy bữa nữa lên nữa là ngâm dữ lắm. Ngâm ngọt. Ngâm ngọt như đi học quá. Ừ. Đi học ta ngâm nó gì hơn. Ừ. Ngâm tông keo á. Ờ cái thanh thèm cái đó đó. Ừ. Cái là ngon á. Ngon. Ngâm đường á mà bãi. Ừ. Rồi, chết luôn rồi. Mấy đứa nhỏ đi học mua. Chưa con. Có bãi tấm tá gì 3.000. Chưa bà. Con. Để lại đâm. Chưa hết như đây luôn hả? Ừ. Rồi ăn như đây đi. Ăn như đây. Tôi uống nước mưa. Ăn này uống nước mưa. Uống xong. Nó xong. Rồi. Mình đã có một hũ rượu chùm ruột. Rồi lát rồi lát hay hết. Lát kệ nó gì hơn. Đều đi. Lát nó xuống tới đá làm sao? Từ lát cho nó bằng nó tên có mấy anh không biết hả? Ờ cho nó bằng thôi. Nghiêng hả? Ờ, nghiêng chứ phải lát. Ờ nghiêng. Lát khác à. Lát là gì nè. Nghiêng là gì? Rồi xong giải quyết xong một em. Ôi ơi nặng dữ. 4-5 kg mà. Để keo nữa. Đẹp ghê hả hồ xanh. Rồi. Giờ mình lết tới bên đây giờ mình xử lý cái em này nữa nè. Giờ cái này dắt thì em đó. Mình dắt nó ra. À, các bạn coi nè nha. Cái thái chùm ruột này nó ngon ghê á. Ừ. Nó nhìn nó ở ngoài nó đầy đặn vậy nè. Nhưng mà thay nước đá mình bỏ vô tủ lạnh rồi nhìn nó đông đá cái nhìn nó bóp cái nó xịt nước ra liền. Ôi ơi, vô mặt luôn rồi trắng trơn ngon quá. Đã không vậy? Lạnh tẻo luôn. Đã không? Để anh bóp cái này cho. Để xem. À, đây nha. Để ông đập lưng ông. Ừ. Cái này nha. Đó không? Không, không nó héo queo ngon ha. Tiền nữa hả? Hả vậy chưa chưa được. Vô, kiếm cái nào vô vô. À, chưa chưa được. Nó chưa bãi. Ừ, ừ, anh nó chưa. Chắc là thi gieo. Chưa mà nó lạnh. Vậy hơn. Nè. Nó y như tới nho khô á.
ngon quá. Thấy phải. Thấy lấy cái hai tay hai nắm bóp đó. Yeah. Nước quá chừng luôn. Bóp dễ bóp dữ lắm. Nó mà xịt nó tay mà nó nhẹ ngon lắm. Mới đảo tay lên thui, hồi làm tay không tôi. Ở đây đâu tay đâu đéo. Tao đâu đéo. Cái khai à. Tao đang nghĩ ăn con để cái cuốn đó, cái xào cái nó tái ngon đó, cái cuốn. Dạ. Bóp nha. Hai tay. Giống như động gỏi vậy, cái tay mũ thôi, cái động gỏi hỏi tay thịt tên. Có mà vậy luôn mà vậy. Vậy nó cũng không có dám ăn luôn. Kiểu đó ăn tay ngon hơn ăn dĩa gỏi. Ngon nghe chưa? Cái này mình bóp vậy thôi nhưng mà mình rửa lại. Mình phải rửa lại cho nó sạch sẽ lại. Chứ, chứ không phải mình để về mình làm đâu. Mà tưởng tưởng ghê không vậy? Tưởng tưởng ghê. Mà như vậy là sạch dữ lắm rồi đó. Chứ hồi xưa chà thì cũng đâu có sạch được vậy. Giờ nó héo nè, nó để vô đây giờ nó. Không ấy là Khánh nói chà thì không có nhìn vệ sinh hơn cái này. Cái này vệ sinh hơn nè. Đâu có mình chà, đâu có dơ. Chà đứng hai tấm thớt mình chà, chà, chà. Mà chà có hay lắm. Vậy hả? Chà xay 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 tròn vậy nè. Có ngon lắm. Vậy ăn hết này đi rồi mình mua khác mình chà. Thôi đừng có chà đâu, đừng có chà mệt cực lắm. Chà ngon dữ lắm. Cực lắm, nước nôi không à. Nước dữ lắm nước. Vậy thì giờ dắt chảy nước ra hả? Chảy nước chua nó vậy. Chảy nước chua đó. Thọt hai cái tay vô đây giờ nó tê tay rồi. Tê 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 tay. Nó đang tự động mà. Đó. Ngay cổ. Ít ít nhiều quá nó ăn hết cái này. Ít ít thôi. Bắn ngay cổ luôn. Mà bẫy đầu hàng chưa? Coi chừng Khánh làm nhiều quá cái nó không ra hết nước chua đó. Dạ. Chút nữa dắt lại. Con dắt lại nữa mà. Dắt lại nữa gì hả? Giờ mình dắt bằng tay nhưng mà lát nữa mình lấy đồ chơi ra mình dắt. Đồ chơi tấm đen. Đó phải không? Thì giờ thôi, tao dắt mẹ nó một lần đi. Tay hay không hết. Mà bởi ha, có cây son mà bởi bởi miệng không tha, đem tha lên tay. Rồi chơi sang dữ nha. Tha son, có son tha đem thay vô tay. Người ta má hồng này tay hồng. Người ta nói vậy dạ, có bớt son dạ không biết có dạ không. Vậy vậy mà lấy cái ai nói vậy là có đâu. Đi ra đường ai thấy mấy son đâu nói vậy. Mà không có. Tha chưa tới. Trời chừng bà bảy 80 tuổi mới tới. Chắc vậy. Cái tái chừng ruột nè. Giờ mình bóp nó. Nó sạch ra. Nó sạch ra. Nhưng mà nó không có bị bể ra. Tại chính giữa nó có cái hột mà nó dai dai á. Mà cái tái chừng ruột cái nó cái thịt nó dai nữa. Bởi vậy nó không bể. Gặp cái thịt nó bở là nó dễ bể mất tiêu rồi. Rồi mình bóp cái nó lép xẹp lại luôn. Xếp lẹp hả? Xếp lẹp luôn. Rồi mình bóp vậy nè. Rồi lát nữa mình bóp thêm lần nữa. Rồi sau đó thì mình ngâm với đường. Mà lúc mình xào lên thì nó thấm đường. Bắt đầu nó nở ngược tới ra hả. Thấm đường nó rút ngược tới vô thì nó nở ra bình thường. Chứ nó không có bị xào cũng xếp được. Lẹp rồi. Thấy chị vậy? Dạ. Thay về xào cũng được. Sao? Không chua nó còn chua chua ăn mới ngon. Mà chua hồi bữa lên móc quá. Còn chua ăn ngon không để lâu được. Mình để nó lạnh. Vậy chứ cũng được. Mà chua chua mới ngon. Chua hay làm ít á, làm chua chua ăn á, vừa đủ ăn á. Hay ăn vài bữa hết. Để lâu không được. Vậy gán đi ngày tranh thủ cả nhà ngày ăn nửa ký. Hồi đó thì Mỹ Học ha, thích ăn mà ở trong trường á làm ngọt, ngọt cái sợ luôn vậy. À. Mỗi lần mà làm gì nè, cái cho con bé nó đi xuống tượng nó bán mà sở thâu rồi á. Ờ đúng rồi, sợ sao cái cây dài dài á. Có bảy tấm tay bà, hai ba ngàn bạc đó. Cái đi học cái mấy cây nó bán. Nó sợ trong cái cây theo bỏ bịch ngủ á, rồi cái kêu con đi học đem theo bán cho bạn á. Xịt chạy 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 lên. Vậy nó nói gì sao bán cho bạn rồi vậy? Thì bán gì bạn bạn mua không hả? Ừ. Ăn bạn ăn dùm gỗ không? Lúc mà còn học cấp 1, cấp 2 ở dưới trường học này nè. Còn nhỏ nha, chứ hồi lớp không có. Mình xào xong mình sợ thâu mình bán mà. Sợ sao ra chợ rồi lọc bán. Mấy người đó dễ đi học cũng bán cũng nhiều. Đúng rồi, lên tường bán, lên tường cũng qua bán. Hồ lô ngồi đường. Kêu mấy đi học thằng rau hồ lô ngồi đường, mấy người ta mua. Ở anh thấy gì tổng viên á. Thấy sao cũng sao vậy, kêu hồ lô ngồi đường. Ủa dắt ra quá chừng nước luôn á. Cái này á. Mình ngâm cái kiểu nước đá này nè, mình làm nhanh lắm. Còn nếu mà mình chà thì nó mất nhiều thời gian, nó lâu lắm.
nhiều khi bao nhiêu đây mà có thể là cả ngày tài, một buổi tài từ mấy tiếng hộ mới xong. Đó, nước uống mà ăn khác không, cái nước này người ta đem người ta thái đường ta là ô để uống nước đá. Thôi mà bái. Thôi được rồi mà bái. Hiểu có tay mà bái sạch lên. Cái này hả? À. Thôi đúng rồi, cái này chùm ruột mà nấu nước đá uống cũng được à. Ừ, hiểu chứ, cái nước này nè người ta nấu với đường có thể dành nơi làm với sugar cũng vậy á. Vậy nha, cũng nấu được. Ừ. Mà thôi đây tao cũng lấy nước thôi. Nước này nó dơ chết. Mà nước này ấy rồi. Thì cái gói điện về có giờ lấy cục phèn lóc phèn lại cái đó lắm cái cặn xuống cái giờ mình vớt nấu nó lên thì nó sôi bọt. Mình nấu mình hết bọt. Mình nấu nó sôi bọt lên. Thì hết bọt bọt. Ba cái nước sôi ghi thì tao cũng làm vậy vậy. Nó cũng làm vậy ra nước mình uống. Chắc người ta cũng để nó có. Lạnh. Nước sôi ghi người ta tự ấy. Nước này thì nó đang thù lùi đúng không? Thù lùi này có điều lóc phèn mới xài được. Nóng phèn rồi lấy cây hút cặn nữa hả? Cái nước sơ ghi chắc người ta cũng để tủ lạnh rồi, ta lấy người ta dắt người ta lấy cái nước sơ ghi. Rồi người ta lấy sơ ghi ta làm mứt. Mứt sơ ghi. Cái trái nè, chùm ruột này nè, nó ở trên cây nó cũng... Cái ghi hả? Bãi vết vậy đó, nhự hết sao? Nó chùm chùm nó bụi vậy đó. Người ta cũng làm nước sơ ghi, lấy nước sơ ghi ta hút đường. Bỏ đường vô người ta nấu, người ta cho mình uống nước, còn cái ấy sơ ghi ta làm mứt sơ ghi. Không có, cái nước ăn luôn mà bể nó gì mà bể. Không có. Mở tên mở còn chai nước sơ ghi tính kìa. Ủa ngộ hả? Tiền Giang ta cho kìa. Trời ơi. Mấy lâu nay đi đây đâu có uống. Ôi cái đó ai làm mấy uống đi. Còn chai tính mẹ không có uống nè. Để lâu nay lâu nè. Ta hầm Tết này. Cái đó ai làm mấy uống có bộ ngon hơn rồi mà bởi. Cái thao này hồi nãy hai thao. Dồn lại còn có một thao à. Nó xẹp lại hết rồi vậy á. Tháng rồi nó dẻ lại nè, nó dẻ lại nó không có tưng lên nữa. Thì cái này mình ngâm, mình vắt xong mình ngâm qua cái thau nước lạnh. Rồi giờ mình vắt thêm lần nữa. Mình vắt thêm lần nữa qua cái này đi. Đây là lần chơi của mình bữa nay. Dắt qua một lần nữa vậy rồi bắt đầu mình lấy thêm nó mình xào. Cái thau nước này cũng sạch sẽ rồi. Còn cái chùm ruột này hồi nãy á là mình cũng rửa sạch sẽ rồi. Dắt giống như giặt đồ. Rồi ăn thử đi, còn chua hồi đó dắt vậy là ăn với hết chưa. Nhìn nó dợp rồi. Nó teo rồi nha, xíu luôn. Nè, nó teo vậy cái mình ướp teo rồi còn có nào mà cái chùm ruột nó nở đều ra mới xào được. Ừ. Chứ vậy nếu mình ướp đường ra mà mình không ấy. Mình không cho nó nở ra cái mình xào nó cũng không nở luôn nữa. Nó teo vậy luôn rồi. Còn mình thà cho nó tự động nó nở. Hết chưa chị hết? Để Khánh ăn thử luôn rồi. Chùi vô quần cái. Lấy cái tay chùi vô quần. Cũng chua chua. Ăn đường, bỏ đường vô này cũng được. Cái đường nó vừa ha. Ăn chua chua thì ngon. Chua chua nó không có ngán, nó thơm. Nó còn cái chất chùm ruột ở trong cái tái trên này chùm ruột. Chứ giờ mình vắt ra không, mình vắt ra sạch. Nó không có còn chua. Thì mình ăn có cái xác chùm ruột không à, cái nước cốt mình dục mất tiêu rồi. Nó không có còn chất bổ nữa. Nó không có còn cái nguyên chất của chùm ruột nữa. Mình ăn gì gọi là ăn nguyên chất á. Nghe bình thường cử không dám ăn đường ngọt, cái mượn xác chùm ruột để đường vô ăn. ăn vậy không bị bệnh tiểu đường. Rồi tới mùa chùm ruột thì mình mới làm chùm ruột mà mứt chùm ruột rồi ăn được, chứ nhiều khi qua cái mùa chùm ruột rồi thèm không có ăn. Kiếm đỏ mắt cũng không có một cái nữa mọi. Nó có mùa rồi, đâu phải gì. Lúc nào cũng có rồi. Cái này là mùa vô mùa của nó nè. Cái cây chùm ruột mà nó sai là nó bị gãy nhánh luôn á. Phải nó giòn, cái cây nó giòn nữa. Giòn dữ lắm. Hồi lần mà có một cây tái gãy nhánh luôn. Tái quá thì tái luôn, tái ham. Hồi đó ngoài chú Năm mình cũng có một cây tè. Ừ, cây nó sâu không á. Con sâu hả? Bữa nào ra kêu chú Năm trồng thêm cây nữa đi. Thôi ơi. Hãy con mà cho cháu ăn. Cho con hai con ấy ăn ké nữa hả? Không, trồng có 4 năm có lá nè.
hồi đó cái cây dùm ruột đó con nhớ nhỏ xíu, hồi đó chiên không đi ra tới đó phải không, thì hay biết lấy cái tay vịn, một tay vịn cái dùm ruột cái quay vòng vậy nhớ không, chiên môn chơi vậy á. Ừ, xong rồi cái đợt đó đi ra cầm cái dùm ruột xây dùm vòng sâu không cả cây luôn là làng hết rồi. Có xây sâu không? Không nhớ nữa, sâu không mà tật đi vậy á, đi cái cầm cây cái xây vòng mới chịu. Bớt thì nên cho nó ra ra bớt cái chua vô cái nước này. Nó mớp dọt lại, nó không còn hình thù gì tới từ gì tới dùm ruột này dục ra ngoài đường, tao không biết cái dùm ruột. Cái này là dùm ruột mình chừa lại đặng lát nữa, bây giờ làm nước mắm đường. À, còn tiền thì đâm dùm ruột hơi dập dập. À, gì tiểu hoa? Rớt rồi. Vậy chưa? Dập dập chút xíu nữa đi. Lát ra. Rồi ai ăn mất nhiều. Nữa. Mấy cái mình chưa ăn dập á. Ừ nó ngát ra như mấy cái nát đó vậy. Cái gì vậy? Chua. Chui đâu ta? Không sao hả? Không chui gì đâu. Đây đây. Nước mắm đường á thì dầm tẹt ớt vô mọi rồi nó dầm rồi nhiều quá đâm để hết tụi chạy từ tiền không biết múc ra để đâu á. Mình dầm bao nhiêu mình để chùm ruột bên rồi nước mắm đường một bên, rồi mình ăn thì mình múc mình trộn đường như đây thì mình chế nhiều nước mắm mình cho nó ngon. Mẹ cầm con cái mẹ nè, đây mình trộn nó lên như đây chắc được rồi. Cho nó ngọt ngọt mặn mặn cay cay, mình có để vô đây một cái ớt nữa nè, ăn vậy thì nó mới ngon nó mới bắt. Vi thì bữa nay Vi bị bệnh, sáng nay Vi bị nóng mà mẹ chở lên đây đó dưới bác sĩ nói là bị viêm họng. Thì trưa thì ngủ trưa không được, khó ngủ cho nên là thấp hơi hơi lắm. Nó chảy ra rồi. Ra nước luôn. Ngon không ngoại? Ngon chưa? Chế mắm đường cho mới ngon. Ờ, đây. Ai bốc người ra chén đó. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng. Ngon. Rồi ngượn chén, ngượn chén. Cà mổ qua. Nhận chén, nhận chén. Có thì ăn đủ rồi. Con ăn cô. Mình ăn cô của mấy chai. Đầu của nó lớn là nhiều đó. Tiền thì không thích ăn cái kiểu này, không thích ăn kiểu dập dập. Thích ăn kiểu nguyên thì chấm với muối. Muối tôm nhà mình làm. Chấm muối tôm. Rồi chúng ta ăn hết tấm đó nha. Đó thì mình ăn như thì mình chan vô này, mình ăn kiểu mới mà. Nhiều đó có 2 kg đường thôi mà bảy. Dạ. Đường mà thấy dùm ruột mà cũng sâu nữa ta. Xong hết rồi. Cái món này thì làm nhanh mà ăn ngày không biết có nhanh hay không nha. Nhanh chạy không biết. Chạy nhanh không biết. Cái gì là cơm hộp hả? Rồi 14 15 tuổi. Thấy gì là mê lắm rồi. Ăn này đó, hồi đó em cũng vậy đó. Thôi ơi, đi học vậy. Giờ mình mốc đường mình gửi lên. Muốn ăn như mắm đường nó không. Muốn ăn như muốn ăn xin chùm ruột về cái nó đâm vậy nè. Nó nhớ đâu nhiều rồi. Hồi đó ăn đường hồng chứ không phải đường cát. Đâm đường hồng. Chứ giờ không nổi nhiều già. Mình nước mắm cũng nước mắm thường chứ hồi đâu được nó không ngon ha. Đó. Để tôi vô đây ai lạc cho thêm. Đây mình tộm tộm nó lên. Mình tộm nó lên thì nó đều rồi. À, khi mà mình tộm lên á thì cái nước mắm đường nó tan ra. Thì cái nước chua của tái chùm ruột á nó tan ra luôn. Cho nên giờ nó ngon lắm. Kiếm ngoài.
Ngoài ở đây mình đi đâu mà. Mời các bạn. Mẹ ăn mẹ. Mẹ đang ăn kìa. Đừng Vi ăn luôn. Ăn luôn qua. Ngon vậy? Ngon. Nó ngọt chứ chua. Con này nó nhẹ, nó giảm giảm tuổi thọ, giảm tiểu đường. Nhân nhân mặt quá giảm tuổi thọ. Anh ta nó ăn mau. Sao vậy? Cho mau già. Ôi. Ăn kiểu này phải sức chua. Phải sức một hộp kem chóc ăn vô. Đây da. Từ từ mà. Ăn da mặt quá. Đây da. Rất từ từ. Đây da. Từ từ từ. Đánh nào của con, nào con này của con phải không? Của con mẹ cho con á. Nó phải chế muối á, muối rồi. Nè chế muối này rồi con ăn đi. Con cho tôi ăn cái nha. Ơi. Thôi tôi ngồi tôi nhìn đi tôi. Chứ hồi quá chỉ con á. Nào á. Chút nữa con không ăn thì tôi ăn. Rồi thôi nín. Nín không có chọc con khóc nữa, con bệnh rồi phải không? Nín đi. Đừng nghe. Con mất kìa. Mở cái đó ra chùi chùi ăn. Chúi được thôi. Ngon quá. Quá. Ngon quá. Tôi ngọt ngọt ha. Tao lắm rồi, tao lắm rồi, mới ăn kém rồi. Muốn hồi đó ăn xài. Ngon quá. Chờ đánh nha. Quy đại dụng đi đâu à. Tự Quy lấy cho tư cho coi nha. Quy lấy cho tư cho coi nha. Cho tôi cái hộp không? Bí bí. Lấy cái hộp này tôi bí. Tôi nhắm mắt cái để tay con cái này nín. Tôi nhắm mắt để tay. Cảm ơn ông ạ. Nín 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 nín. Bự con kìa. Thôi tả rồi. Ngậm đi chè tôi mất hả? Tôi ăn trong đây nè, tôi có nguyên ngủ. Đưa. Ông đã. Ông không chịu thôi của con á, của con. Rồi nín đi. Mời mẹ mua khác thì tôi. Mời mẹ nhớ mua cho dì Tư nha mẹ. Mời mẹ mua. Tư ngồi em đi Tư. Qua thích là dì Tư ngồi rồi qua ngồi nghe hủ rất quá. Hai ngồi đây với con. Ngồi ngồi đây được rồi. Thịt mẹ ăn thấy sao mẹ? Nhăn mặt không. Mời mua cho người hủ kem chấm nha. Trời ơi con nhai chứ bẻ cho mày chứ nè. Tôi biết lại chứ mày. Chứ mày dài quá. Trời ơi mà. Cái mày dài quá trời. Nó như bộ bài luôn à. Vô con ngọt không? Ngọt quá. Ăn cái món này ăn ngon hơn là ngọt hả? Ăn xài. Chấm với nước mắm đường. Tại vì cái món này là nó không có cứng. Nó mềm, nó không có cứng như cái xài. Nó giòn mà nó mềm. Nó dai. Cho nên nó là mình dễ ăn hơn, mà nó cũng không có chua bằng trái xài nữa, nó chua nhẹ. Chứ nó không có chua nhiều như trái xài. Cho nên mình ăn thì cũng không có bị ê răng nhiều. Tại răng mình răng giả mà. Không có ê. Tôi nhắm mắt cái để tay. Không tin làm thử rồi. Để tay nào tôi không hay luôn, để cái bị để tay tôi nè. Trẻ trẻ là ăn này mê luôn. Hai rồi giờ ăn hết rồi. Vi hay vậy đó. Vi để không ra. Rồi hả? Rồi. Cái gì vậy? Rồi hai luôn. Mừng quá. Để tay từ từ không hai. Nó cậu con. Nó còn hủ không? Ừ. Còn hủ muốn tắm rồi. Đi đi đi. Tôi giống hai vậy? Tôi giống hai vậy? Bữa trước còn ăn. Tôi giống hai vậy? Chú lè nè nha. Chú không? Ở ăn được kìa, không chua kìa. Không có chua. Nó ăn chanh được mà. Kìa. Nó bệnh á. Ngon con, ngon không? Cay quá. Chua, chua. Muối, chua. Cay quá. Ủa cay hả? Chua, muối rồi. Uống miếng nước vô, miếng nước chứ. Ngon không con, ngon không? Vậy không ngon. Cho tôi tay nữa tôi với ăn lượt luôn. Ngon con. Cho tôi tay nữa tôi với mày ăn đua ha. Không ngon cho tôi chừng rồi, để chị. Ngon không con? Tươi tươi luôn. Đây chở đây.
chấm nhúi vô chọi vô tay đây á, chọi vô ngay tay á. Ôi cảm ơn Nguyên nha. Nguyên nãy ăn ngốn ngốn hay vậy, ăn đổi mọi hộp luôn tay. Chua với cay á, chua với cay á. Có sâu mà chừng mua có dồi. Cay không? Cay không? Không. Cay không? Cay á. Vậy hả? Tư không cay? Quy hỏi Tư ơi, cay không? Quy hỏi đi. Tư ơi, có cay không Tư? Thẩm tin Tư ăn cái nữa cho Vy coi nè. Ừ, Vy coi Tư ăn nè. Ừ. Nhìn Tư ăn nè. Ngon quá, bữa trưa mà mình làm ra mình ăn cái món này lâu dữ lắm rồi mình không được ăn. Hình như là hồi nhỏ tới lớn luôn á. Ăn cái nữa cho coi nè. Chùm ruột chấm muối thì mình ăn rồi, còn chùm ruột mà làm cái kiểu đâm gai rồi chan nó mắm đường lên ăn kiểu này thì mình chưa ăn. Ăn xong á thì mình thấy là cái món này ăn để mà chọc thèm người ta chảy nước miếng được. Ngon ngon thấy ngon hơn chùm ruột chấm muối à. Ngon hơn, nó thấm hơn. Ông ăn me ngồi cái mình hơi cái men men rồi cái em mới càng hơn rồi phải này bứng chén món này cái này loại ngay chứ ông thử càng. Cái thái nó già nó không chua mà sao cái thái sống sống nó chua ghê ạ. À. Cái thái chín á nó ăn sống nó có chát cái chát miếng nó chua lẹ luôn á. Ăn men mèo cái em hơi càng hơn. Ê, nghe chua mà uống được chua mà múc miếng nước mắm lên thấp cái gọt không thấy mặn luôn á. Nó ngon. Nước này là bị nước chua ra. Nó phải đâm lên nữa. Miễn nữa hay gì hơn? Bây giờ chua. Đúng chơi nước hơi hột luôn cho nước nước nó thấm đều. Nó mới nó đâm ra được vậy vậy tưa cái đăng. Nghe chưa? Ăn hoài. Đâm nhuyễn á. Để em chia. Mà hồi đó tụi mình còn trẻ ăn mấy cái đó ngon. Hồi đó tụi tin hả? Lúc tụi tin hả? 15 17 nhân quay vậy, ăn hoài vậy. Tới nhân hoài vậy nè. Hồi xưa hả vậy? Hồi đó mình nhớ mình đi ngang nhà ai mà có cây chùm ruột á là mình thấy chùm ruột nó rụng tắn dưới đất luôn, xung quanh cái cây là rụng tắn với cây mà không có ai mà nó có chùm cái tầm mà lụm hết trơn á. Hên hên nãy leo qua chùm ruột mà không bị lòi ruột thiệt mà cao quá chùm giòn như cái cây giòn gụm mà con Khánh nó giỏi thiệt chứ cây chùm ruột dám leo là thấy trong mặt tại không leo thành cái cống á mà cái cống cái miệng cống người ta bao lưới lại nhìn không thấy giống mặt. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Chưa hết còn cái vụ chùm ruột ngào đường thôi bỏ đi mệt tiếp.